Hello, dì hai chào cả nhà. Cả nhà mình có khỏe không nè? À, dì hai rất là khỏe. Ngày hôm nay dì hai bận vô cùng, nhưng mà dì hai về và có một cái số chuyện dì hai bức xúc về, dì hai muốn chia sẻ nói liền với bà con. À, đó chính là cái vấn đề mà cái thằng chó đẻ đó đó, nó quánh hai ông bà ở ngoài Hà Nội. Ê, chó đẻ, mày nghĩ sao vậy mày? Hả? Vì có một cái ly trà đá thôi, ở ngoài Hà Nội tôi kêu cốc trà đá đó, mà mày quánh người ta. Mày quánh người ta, mày lấy dép mà mày giả vô cổ của bả, rồi mà mày xô bả vật ngửa vậy, rồi lỡ may, lỡ lỡ như nghe không, lỡ cái đó may mắn là bả không có sao, lỡ như mà bả té bả đập đầu vô cái gì đó bả chết rồi sao, thấy không? Mày đi tù, đi tù thấy cũng đỉ mẹ mày luôn, mất dạy chó đẻ gì đâu hả. Nè, thông qua cái việc này dì hai cũng lên án luôn, lên án những cái người mà coi như là những cái người mà thanh niên trai tráng, vì một phút mà coi như là cái tính thú nó nhiều hơn cái tính người mà quánh người ta. Nếu như tụi bay thấy sao mà khi mà có một cái thằng nào đó mà quánh cha mẹ tụi bay vậy hả, rồi chửi người ta nó, ê mày chửi ông già kia sao, ông giữ ông già kia sao, bữa nay tao chửi mày lại nè, ít cái con mẹ mày chó đẻ mất dạy của trường tao nghe mày, cái thứ mày đó, cái thứ mày mà nhà nước mà phải xử nặng mới được, phải thích đáng mới được, cho mày bỏ cái tật mày, tao nói mà tao đưa mồ hôi tao nó ra luôn đó, tao nóng lắm à, cho biết trước mày bà mày mày nghĩ sao mà mày đánh người ta.